Câu thứ hai, hiển thị ba khách hàng đầu tiên có trong bảng khách hàng. Như vậy cái chữ là ba khách hàng đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng gì các bạn? Sử dụng limit ha, ba khách hàng đầu tiên gồm có mã khách hàng, họ và tên. Đây, họ và tên, email, điện thoại. Như vậy các bạn chú ý cái họ và tên nhé. Vậy ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái chỗ này, chúng ta sẽ ghi chú ở đây là câu 1.1 này ha. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng câu 1.2. Rồi, nội dung của chúng ta ở đây, các bạn sẽ ghi luôn cái nội dung đây cũng được. Ctrl C, Ctrl V. Rồi, mình nhìn ở đây mình sẽ dễ thấy ha. Vậy chúng ta sẽ có là hiển thị thì chúng ta chọn Select. Select cái gì? Select ba khách hàng đầu tiên thì tí nữa chúng ta sẽ làm. Chúng ta sẽ có mã khách hàng, họ tên, số điện thoại. Như vậy chỗ này các bạn sẽ dùng là mã khách hàng, nhưng mà mình không biết chắc nó là chữ gì thì trước tiên mình cứ select sao trước đi các bạn. From, mình để from ở dưới đi ha. From khách hàng. Rồi chúng ta sẽ có limit 3, tức là ba khách hàng đầu tiên. Bây giờ chúng ta mới quay lại ở trên này, chúng ta sẽ lựa chọn thì nó sẽ dễ hơn. Bởi vì chúng ta đã có cái bảng rồi thì chúng ta quay lên đây chúng ta chọn trường, nó sẽ tự chọn cho chúng ta. Ví dụ chúng ta chọn mã thì đây có mã khách hàng, họ và tên. Như vậy chúng ta sẽ có hai cái họ, cái tên ghép chung với nhau. Thì chúng ta dùng hàm concat. Concat. Như vậy họ ha, chúng ta sẽ dùng họ. Ở đây mình không thấy thì mình cứ để tạm nó đi. Họ. Được chưa? Đây, họ và tên lốt nè. Mình thấy có chữ họ và tên lốt nè. Đó, họ và tên lốt. Như vậy chỗ này mình sẽ đưa cái họ và tên lốt vô bên trong. Đúng không? Nếu mà mình làm biến thì mình có thể, hoặc là mình nhìn ở đây column nè, đấy họ và tên lốt. Phải. Rồi. Nháy kép khoảng trắng. Phải. Ở bên kia là tên. Rồi, họ và tên. Chỗ này tí nữa nó ra nó sẽ xấu lắm, mình sẽ sử dụng thêm một chút xíu nữa nha. Email, phải số là điện thoại, điện thoại ha. Rồi, ok. Như vậy các bạn sẽ chạy cái lệnh này, chạy cái query này. Chúng ta có mã khách hàng, họ và tên, email, số điện thoại. Nhưng mà ở chỗ này các bạn thấy rằng là họ và tên để chữ concat này nó rất là kỳ. Thì chúng ta sẽ sửa lại chỗ này là add. Nháy. Họ và tên. Chạy lại nào. Rồi, như vậy các bạn đã có thông tin của cái trường mới, họ và tên. Nhìn nó dễ chịu hơn nhé. Như vậy các bạn đã lấy được cái dữ liệu và mã khách hàng, họ và tên, email, điện thoại từ bảng khách hàng và lấy ba khách hàng đầu tiên.